Và trận đấu đã chính thức bắt đầu. Nguyễn Quang Hải đến Phan Văn Đức. Chúng ta sẽ đá vẫn lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Những tình huống phòng ngự lùi sâu. Quang Hải đi bóng rất tốt. Quang Hải tạt bóng vào nhưng bóng lại đi thẳng vào tay của Thành Bilo. Các cuộc tranh chấp tay đôi giữa các cầu thủ Việt Nam và các cầu thủ Hà Lan thì chắc chắn là chúng ta sẽ chịu nhiều thua thiệt khi mà thể hình thể lực của chúng ta phải nói là không bao giờ tốt bằng các cầu thủ châu Âu được. Nếu để một ngày tốt được như vậy thì phải cần thời gian. Và người vừa tung ra cú sút xa có lẽ là Frankie De Jong. Rất may là Đặng Văn Lâm đã làm chủ được tình hình trong tình huống vừa rồi. Một tình huống đá phạt góc gần, đây là Memphis Depay đang, đây là Beckham đang đối mặt với Bùi Tiến Dũng. Và Bùi Tiến Dũng đã có một pha hóa giải tốt. Trọng Hoàng phá bóng lên. Rất tiếc là bóng lại đi đang Van Dijk. Vâng, Van Dijk đang dâng lên rất cao. Thậm chí Van Dijk đang đá như một tiền vệ. Chúng ta vâng, Van Dijk đang đá như một tiền đạo rồi. Có lẽ là Hà Lan đang biết được rằng điểm yếu của chúng ta đó chính là về chiều cao và thể hình. Nên họ đã dồn Van Dijk lên để đánh đầu trong tình huống đá tạt. Người vừa tạt bóng là Phan Văn Đức nhưng Văn Toàn lại đang không hiểu ý và bị hụt nhịp. Vâng, đây là một dàn sóng người từ bên phía của cổ động viên Hà Lan. Windai. Frankie De Jong. Đây là Memphis Depay đang đối mặt với Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng nó không thể theo được Memphis Depay nhưng đây là Frankie De Jong. Beckham. Rất may Beckham đã có một pha dứt điểm chưa được tốt. Hoàng Đức. Đỗ Hùng Dũng. Đây là Quang Hải. Quang Hải đã lừa được Van Dijk rồi. Quang Hải đã bị phạm lỗi rồi. Và sẽ có một quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống phạm lỗi của Van Dijk đối với Quang Hải. Và Quang Hải rất lắt léo. Van Dijk đã buộc phải phạm lỗi từ xa. Đây là Hoàng Đức. Để xem Quang Hải, Hoàng Đức ai sẽ sút tốt hơn. Đấy, trông Quang Hải có vẻ được anh em ạ. Ui, tình huống đá phạt chưa chính xác của Quang Hải. Bóng đi rất gần rồi. Rất đáng tiếc. À không xa lắm anh em ạ. 30 phân đấy, 50 phân đấy. Dành bị lâu sẽ có một tình huống phát bóng cao lên. Vâng, Trọng Hoàng không thể chiến thắng được. Để Dông. Depay. Memphis Depay, Depay, tốc độ của Depay. Rất khéo. Cầu thủ Việt Nam đã hóa giải được tình huống sút xa vừa rồi. Người đang băng lên là Hoàng Đức. Hoàng Đức nhìn thấy Văn Toàn. Văn Toàn. Tốc độ của Văn Toàn. Hoàng Đức. Rất đáng tiếc Hoàng Đức không thể chiến thắng được Van Dijk. Người hot. Wijnaldum. Wijnaldum đây là Wijnaldum. Tình huống sút xa của Wijnaldum nhưng Đặng Văn Lâm vẫn đang bay lượn như chim để có thể cản phá được những cái cú sút của họ và giữ sạch mảng lưới cho đội tuyển Việt Nam. Và tình huống bay người cản phá của Đặng Văn Lâm. Nhưng cũng phải nói là đó là sự may mắn của Wijnaldum đã phải dứt điểm trong tư thế không hề thuận lợi sau áp lực đến từ phía Trọng Hoàng. Thế Beckham. De Ligt. Vâng, tiếp tục là những tình huống dứt điểm của họ. Beckham. Hà Lan đang chơi cánh rất là nhiều. Vừa đánh vào điểm yếu đó là thể lực và điểm yếu về chiều cao.
và Hoàng Đức đã không thể. Hà Lan đang chơi pressing rất dép. Rất may là cả Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm đều hóa giải được tình hình. Những tình huống pressing rất dép đến từ Hà Lan và Việt Nam đã mất bóng. Rất may là Quế Ngọc Hải vẫn ở đó để giải nguy. Nhưng đây là tình huống mới và một tình huống dứt điểm của Frankie De Jong. Nhưng bóng đã đi lên trời. Như vậy trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 mà chưa có bàn thắng nào được ghi giữa cả hai đội cả. Chúng ta thì vẫn chưa thể đến gần được khung thành của Hà Lan khi mà họ đang pressing rất căng. Và phải nói rằng là đẳng cấp của họ là hơn hẳn. Depay, Memphis Depay, Memphis Depay lại tiếp tục đối đầu với Trọng Hoàng. Chiều cao của Weghorst, rất may là Weghorst không thể đánh đầu một cách chỉnh chu. Và bóng đi tương đối nhẹ, khá là dễ cho Đặng Văn Lâm. Văn Toàn, Văn Toàn đây là Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng đây là ra cánh như Phan Văn Đức, còn rất thoáng. Phan Văn Đức, tình huống dứt điểm, cầu may không vào, quá đáng tiếc. Hoàng bóng đi không có gì nguy hiểm, chỉ đi cắt ngang qua khung thành thôi. Hoàng các cầu thủ Hà Lan đang đá tấn công tổng lực và pressing cực kỳ khó chịu, khiến cho các cầu thủ chúng ta rất dễ bối rối và mắc sai lầm. Ông Quang Hải đã có một tình huống chuyền trượt rồi. Memphis Depay. Bên trong là có Weghorst. Quang Hải hôm nay có lẽ là đang phong độ chưa được tốt. Vâng, lại là Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm này cản phá rất uy tín. Behu. Có lẽ các hậu vệ của chúng ta đã bắt thóp được những cái tình huống sút xa của họ và đã cản phá tốt. Nhưng mà họ đang đá pressing rất rát, rất nhiều lực. Và chúng ta đang tương đối khó trong việc kiểm soát thế trận. Họ pressing lên cao đồng nghĩa với việc để ra, lộ ra tương đối nhiều khoảng trống như thế này chẳng hạn. Tình huống tạt không đâu vào đâu của Trọng Hoàng, rất đáng tiếc. Trong tình huống rồi chúng ta lại mất bóng vào chân của Hà Lan. Hà Lan lại tiếp tục dâng cao pressing. Và Van der Beek có một tình huống chuyền dài cho Depay rất chuẩn xác. Depay đang dốc cánh. Và các thủ Việt Nam hôm nay đang tương đối mệt mỏi với những cái tình huống. Vâng, rất may Đặng Văn Lâm lại tiếp tục, lại là người đóng góp vai trò trong tình huống cản phá vừa rồi. Cầu thủ Việt Nam rất khó để giữ được bóng. Quyền kiểm soát bóng của Hà Lan đang vượt trội. Quang Hải đang đi bóng. Ai ôi, một tình huống xoạc cực rát của Van Dijk, và có lẽ Van Dijk sẽ phải nhận chiếc thẻ vàng. Ai à, đau đấy anh em. Rồi lần này mình sẽ à đây được mà. And it is a booking, Stuart, and we can see that one coming a mile away. Well, he's been warned, so no complaint really. Tình huống đá phạt tốt của Quang Hải, bóng đã ra ngoài rồi. Và có lẽ là nếu mà Silesen không chạm tay vào thì bóng cũng chỉ đập tràng ngang thôi. Ui, Van der Beek đã đoán được ý đồ của Hoàng Đức và cướp được bóng luôn. Aguai. Steven Bergwijn.
tốc độ của Bagwai. À đây là Dumfries. Ok, Bùi Tiến Dũng đã giải nguy. À đây là Hùng Dũng đang bước lên. Tiến Linh. Ui, Tiến Linh rất đáng tiếc chưa thể có bàn thắng. Hai cầu thủ chạy cánh chúng ta đang hoạt động hết công suất. Vào, vào, như vậy là đã có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam mà người ghi bàn có lẽ là Bùi Tiến Dũng anh em ơi. Tình huống đánh đầu cực khét của Bùi Tiến Dũng ở phút 90 và phút 90 là phút cuối cùng. Phút cuối cùng của Bùi Tiến Dũng là người đã ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển Việt Nam. Mình không thể tin được, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra ở đây này. Một tình huống tạt của Hoàng Đức. Bùi Tiến Dũng đã có một tình huống thoát xuống. Không ai kèm Bùi Tiến Dũng cả. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời, mình không biết nói gì hơn nữa này. Rất tuyệt vời, phút cuối cùng mảnh lưới của Hà Lan đã phải rung lên rồi, còn gì tuyệt vời hơn nữa anh em. Phút cuối cùng, và như vậy chúng ta đang là giờ thay người nhỉ. Thay người cái đã. Còn anh đi. Ok. Bùi Tiến Dũng, bàn thắng duy nhất của Bùi Tiến Dũng ở giải đấu này, nhưng lại là bàn thắng quan trọng nhất, bàn thắng quyết định. Và có lẽ là chỉ vài phút nữa thôi chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch World Cup. Vâng, các cầu thủ kể cả ra thay người nhưng vẫn đang rất vui mừng và hào hứng. Quế Ngọc Hải đã có một giải đấu tuyệt vời. Phút cuối cùng, phút 90, Bùi Tiến Dũng. Và như vậy là trọng tài đã đổi còi kết thúc trận đấu rồi anh em ơi. Và như vậy là chúng ta đã chính thức trở thành nhà vô địch World Cup. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hãy nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở đây mà xem chuyện gì đang xảy ra thế này. Việt Nam đang là nhà vô địch World Cup. Một bàn thắng phút cuối cùng vào lưới của Hà Lan. Rất tuyệt vời. Gương mặt tiếc nuối của cầu thủ bên phía Hà Lan khi mà chỉ còn vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ phải bước vào hiệp phụ. Nhưng không, Bùi Tiến Dũng đã nói không. Và Bùi Tiến Dũng đã mang chiếc cúp World Cup về với đội tuyển Việt Nam. Tình huống cuối cùng, cảm xúc vỡ òa, mình không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Vâng, các cầu thủ Việt Nam đang vây thành một vòng tròn để ăn mừng. Một chức vô địch lịch sử. Không thể ngờ tới. Cảm xúc quá là dâng trào. Đây rồi, chúng ta đang lên bục để chuẩn bị nhận cúp. Người đi cuối hàng đó là Đỗ Hùng Dũng. Quay vào đâu này. Đây. Đỗ Hùng Dũng, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Một kỳ World Cup tuyệt vời. Chúng ta không phải là đội bóng đá quá lớn lướt, nhưng chúng ta bây giờ Việt Nam vô địch. Và Việt Nam vô địch. Không còn biết nói gì hơn nữa. Quá tuyệt vời. Chiếc cúp World Cup đã về với đội tuyển Việt Nam. Còn cả ba trọng tài cũng đang đứng vỗ tay. Chiếc cúp World Cup đã về với đội tuyển Việt Nam rồi. They've been brilliant in this competition, and so have the fans. They've really got behind their team. They've played a big part in this win. Just look at those faces in the crowd. Great stuff. Really a match made in heaven between players and fans. Những tràng pháo hoa để chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam. Và một hình ảnh chúng ta có lẽ sẽ mơ ước được nhìn thấy. Một giải